Chào mừng các bạn đến với lại kênh youtube của Kelly Nail Các bạn chuẩn bị cọ nét phone màu cam và một ít màu vàng trong Để tạo độ ombre chúng ta sử dụng cọ bản tròn treo và một ít nước chùi treo thấm vào trong cọ Sau đó thì các bạn tán màu ra nha Để cho màu lam vào nhau Cho ưu tiên màu cam lên phía trên Tiếp theo thì để theo phong cách màu của Halloween thì các bạn có thể cho một ít màu đen ở phần đầu. Sau đó thì chúng ta cũng sẽ sử dụng cò bản tròn treo để mình tán phần màu đen và lúc này thì màu cam lẫn màu vàng hay là màu đen đều chưa có hơn các bạn phủ thêm một ít màu vàng trong ngay khoảng giữa giống như là ánh trăng rồi chúng ta hơ vào đèn 10 giây thôi và mình chuẩn bị một ít mảng vàng dạng mỏng để mình uh phủ lên phía trên bề mặt như ngón mẫu ở đây nha Rồi một ít đá phía trên nữa Tiếp theo thì ở những ngón phụ các bạn có thể xài những họa tiết rất đơn giản như là một cây thánh giá Được vẽ bằng cò nét treo màu trắng Và mình chỉ cần vẽ hai sọc và mình hơ vào đèn 10 giây Sau đó để tăng độ huyền bí thì các bạn có thể sử dụng tóc mờ Và mình nhớ là tán mạnh vào trong hình thì mình sẽ thấy có hiệu ứng hơi lem nhẹ ra Thì tăng độ sắc xảo hơn cho hình ở trong ý tưởng Halloween Và để tóc mờ mờ thực sự thì các bạn sẽ lau một ít nước cleanser lên trên bề mặt và mờ cực kỳ luôn Ok bây giờ mình sẽ sử dụng trở lại cọ nét treo màu trắng để vẽ mặt trăng thì uh, mặt trăng hay bào đầu các bạn cho nhọn nha Ở giữa thì các bạn sẽ tô một khoảng uh, ấn cọ mạnh hơn để cho màu được uh, rõ và tô đều hơn Rồi chỉ cần đường viền hơi cong là đạt Sau đó các bạn có thể cho vào đèn và hơn 10 giây Rồi cũng sử dụng top mờ dòng top gel phone Ở trên phần nắp không có phần bóng đó Thì các bạn vẫn sơn một lớp mỏng Sau đó là mình sẽ hơi ấn mạnh và làm cho hình lam ra Rồi hơi vào đèn 30 giây Và đối với top mờ thì bao giờ các bạn cũng phải lau một ít nước cleanser để cho bề mặt móng được mờ 100% nha Cảm ơn các bạn đã xem clip cùng với Mỹ Nguyên và hãy để lại comment cũng như là nhấn subscribe để mình nhận được các thông báo khi có clip mới của Mỹ Nguyên nha. Bye bye và hẹn gặp lại.